Ở đây không ta? Ủa đúng đúng ở chỗ này rồi. Ê. Đi đâu rồi trời? Đây đó, đây đó. Ủa sao gì? Sao nó không tới quậy, tới giờ với mình ta? Rồi 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 rồi. Để tới nhận đồ ăn của nó. Ủa đâu rồi ta? Ủa anh giao đồ ăn hả? Có phải anh giao đồ ăn không? Có phải anh giao nãy em đặt anh giao đồ ăn phải không ta? Không, không, không phải hả? Anh giao đồ ăn nhưng mà tắt máy rồi. À anh tắt rồi hả? Tại kiếm anh ráp giao đồ ăn kìa. Không, tại quay anh ráp giao đồ ăn á. Tại tới bạn nó tính qua ráp làm, thấy nó giao đồ ăn, thấy đây giao đồ ăn nhiều á. Tại nên nó thích ăn giao đồ ăn á. Quay cho các bạn nó coi. Anh chuyên giao đồ ăn hay ăn giao cái gì anh? Hay là có hay anh đăng ký ba cái luôn? Không, đăng ký nhiều lắm. À đăng ký nhiều hả? Thì giao đồ ăn có thùng đồ ăn vậy đó. À, ủa. Không, tại quay cho các bạn nó coi. Quay giống giao đồ ăn thì làm nhiều lên tôi thành rồi. À quay để biết cho các bạn nó tham khảo có việc giao đồ ăn rap á. Ủa bên anh có giao đồ không hay chỉ giao đồ ăn thôi? Có giao hàng không hay là giao đồ ăn thôi ta? Giao hàng luôn hả? À anh đăng ký ba cái luôn hả? Không,